Trường 271, nhị bá gửi thư. Hai người ôm đứa nhỏ về nhà, Lý Trường Huy rửa tay đổi giày, sau đó dẫn theo bọn nhỏ cùng nhau đi đến nhà đại bá. Trên đường gặp rất nhiều người, Lý Vĩnh Khang thật sự gọi bọn họ đến nhà ăn cơm, cũng không phải là do Lâm Hòa khoác lác. Tới rồi sao, ta đang muốn sai Trường Lâm đi gọi các người đấy. Lý Vĩnh Khang ở trong sân, ngồi ở trên một cục đá hút thuốc, nhìn thấy bọn họ đến liền thuận tay rùi tàn thuốc ở trên tảng đá, về nhà thay quần áo đại bá trường lâm nói đại bá có chuyện muốn nói với chúng ta lý du cùng lý hạo đã bị mấy đứa nhỏ kêu đi rồi tú linh cùng đại bá mẫu đang ở trong phòng bếp lâm hòa cũng đi giúp đỡ lý trường huy ôm lý an ngồi xuống bên cạnh lý vĩnh khang lý vĩnh khang nghiêng người cũng không phải chuyện gì lớn nhị bá của các ngươi mang rất nhiều đồ về ngươi đã mở ra xem chưa chưa nhưng rất nhanh lý trường huy liền hiểu rõ ý của đại bá nhị bá gửi thư về lý vĩnh khang gật đầu ở trong số vải vóc các ngươi mang về lý trường huy nhướng mày hắn thật sự không ngờ nhị bá còn giấu thư ở trong vài thứ kia hắn đoán được nhị bá muốn nói gì sau đó liền nghe đại bá tiếp tục nói ngươi đừng giận nhị bá ngươi không phải cố ý gạt ngươi chỉ là có một số chuyện sợ bọn nhỏ biết thì sẽ truyền ra ngoài lý trường huy cười nói đại bá ngươi gọi chúng ta lại đây không phải chỉ để nói chuyện này thôi chứ làm gì có, chỉ là kêu ngươi lại đây ăn một bữa cơm, thuận tiện nói chuyện này. Nói xong còn quay đầu nhìn xung quanh. Thấy bọn nhỏ nhà mình đều ở trong phòng, nhà người khác cũng đã trở về ăn cơm, bọn họ vẫn luôn ở trong sân nhà mình, bốn phía không có người khác. Trong thư nhị bá của người có nói năm nay chúng ta trồng nhiều đậu nành, còn bảo ta nhắc nhở người trong thôn, nhưng không thể tuyên dương bốn phía, phải giữ bí mật, không thể để tin tức truyền ra ngoài nói xong có hơi nhíu mày nhìn về phía lý trường huy lúc trước các người cũng nói năm nay có thể trồng nhiều đậu nành có phải có tin tức gì không lý trường huy không ngờ phỏng đoán của bọn họ là sự thật có lẽ lần sau nhị bá trở lại thôn lúc đó mới nói với đại bá về chuyện này mới đoán được có khả năng liên quan đến hắn đương nhiên đây đều là suy đoán lúc đó nhất định sẽ không còn ai nhớ rõ hắn đã từng nói qua chuyện muốn trồng nhiều đậu nành chỉ là không ngờ nhị bá chính là quản sự của xưởng ép dầu mà họ đã chọn và bọn họ cũng không ngờ rằng nhị bá lại trực tiếp gửi thư cho đại bá. Nhị bá không biết, nhưng đại bá lại lập tức cảm thấy hắn có liên quan đến chuyện này. Nhưng cũng may đại bá còn chưa biết chuyện đậu nành có thể ép dầu, trong thời gian ngắn tin tức này sẽ không truyền ra ngoài, càng sẽ không liên hệ chuyện này tới bọn họ. Đối với bọn họ mà nói thì thật ra cũng không có nhiều ảnh hưởng. Cho nên Lý Trường Huy không hề suy nghĩ mà lắc đầu, không có tin tức, chỉ là nghe nói trồng đậu nành có thể làm cho đồng ruộng màu mỡ nhà của chúng ta nhiều đất hoang và đất cần cỗi, cho nên muốn thử một lần. Nói xong còn tò mò hỏi, trong thư nhị bá còn nói gì khác nữa không? Tại sao lại đột nhiên nhắc mọi người trồng nhiều đậu nành, chẳng phải đậu nành rất rẻ sao? Hắn không muốn chuyện ép dầu bị người khác cảm thấy có liên quan đến bọn họ, cũng không muốn làm chính mình và đầu bếp nhỏ bị quá nhiều người biết, như vậy không tốt cho bọn họ. Mà Lý Vĩnh Khang đương nhiên không có nghi ngờ, cũng không bao giờ nghĩ tới cháu trai mình sẽ nói dối nhị bá của ngươi không nói, chẳng qua nhị bá ngươi là người ổn trọng, nhất định sẽ không tự dưng bảo chúng ta trồng nhiều đậu nành. Vừa lúc tranh thủ hiện tại còn kịp, nếu như ngươi có thời gian thì có thể trồng thêm một ít. Chương 272, Tiếc Núi Bạn đang nghe kể chuyện tại kênh tin học Sóc Nâu. Lý Trường Huy gật đầu đáp, được, dù sao nghe nói đậu nành làm cho đồng ruộng màu mỡ, trồng nhiều một chút cũng không sao. Lý Vĩnh Khang đột nhiên nghĩ đến cái gì, cười nói, đây cũng là một biện pháp tốt, đến lúc đó ta cũng sẽ nói với người khác như vậy đại bá mẫu còn cố ý hầm một nồi móng heo thịt khô dùng củ cải năm trước phơi khô và cả măng khô của năm nay lâm hòa thích củ cải hấp thụ mùi vị của móng heo khiến nó có mùi vị đặc biệt thơm ngon cho nên khi nàng rời đi đại bá mẫu đặc biệt mang một ít cho nàng bảo nàng mang về nhà ăn từ từ lâm hòa cũng không khách sáo thoải mái hào phóng nhận lấy vừa ở hơi vừa trở về không quên hỏi đại bá tìm bọn họ có chuyện gì. Trên bàn cơm không nói chuyện riêng, chỉ lo ăn ăn uống uống, nghĩ lại, lúc mới đến họ đã nói chuyện ở bên ngoài. Nghe Lý Trường Huy giải thích xong, Lâm Hòa hiểu rõ, thì ra là thế, sườn ép dầu nhất định không thể thoải mái hào phóng mua sắm đậu nành, nếu không người khác sẽ nghi ngờ. Chẳng qua lưu gia vốn dĩ đã có trang trại lương thực, thật ra có thể yếm trợ lấy danh nghĩa trang trại lương thực đi đến trấn trên mua sắm đậu nành rồi vận chuyển đến xưởng ép đầu cũng có thể giấu được một khoảng thời gian chẳng qua chờ đến khi đầu đậu nành được bán ra thì sẽ không giấu được nữa hai đứa nhỏ đã chạy đến phía trước lý trường huy ôm đứa nhỏ cùng lâm hòa đi chậm rãi về nhà coi như là đi dạo tiêu hóa thức ăn nghe lâm hòa phân tích xong lý trường huy cười nói nếu ta là thiếu chủ lưu gia thì nhất định sẽ không buôn bán dầu đậu nành ở huyện thành cũng sẽ không thu mua đậu nành ở châu phủ hả lâm hòa khó hiểu chớp mắt một cái ngay sau đó kinh ngạc hỏi ý của huynh là mua đậu nành ở những nơi nhỏ ép dầu xong rồi mang tới châu phủ bán không cho người khác biết rốt cuộc là cái gì lý trường huy khẽ cười một tiếng sai người đi thu mua ở những thôn xung quanh tin tức rất khó truyền tới huyện thành mà người có thể sử dụng dầu đậu nành cũng không phải là người thường bọn họ cũng sẽ không nghe được những việc này từ trong thôn cho nên chỉ cần hoạt động thích đáng công tác bảo mật được làm tốt thì chuyện ép dầu đậu nành cũng có thể giấu được mấy năm nhưng lâm hòa nghe xong lại nhăn mày lại vậy chẳng phải đậu nành sẽ không bán được giá tốt ban đầu bọn họ còn nghĩ chờ đến năm nay thu hoạch vụ thu giá cả đậu nành sẽ như nước lên thì thuyền lên mà tăng cao nhưng hiện tại xem ra hình như là nàng suy nghĩ nhiều hẳn là sẽ tăng lên một chút nhưng sẽ không quá nhiều quay đầu nhìn thấy đầu bếp nhỏ nhăn mày hắn nhẹ giọng trấn an đừng suy nghĩ nhiều như vậy. Chúng ta bán thông tin thì cũng phải làm tốt ước định của chúng ta, chỉ là không lan truyền khắp nơi mà thôi. Còn lại, dù thế nào đi nữa, tóm lại bán được đi còn tốt hơn lúc trước không bán được. Lâm Hòa nghĩ thế cũng đúng, chẳng qua. Nếu biết sớm như vậy thì chúng ta đã tự làm xưởng ép dầu, tự mình ép đầu mang đi bán. Hiện tại tất cả đều bị vị lưu gia kia kiếm lời. Có lẽ ban đầu người ta cũng đã có ý tưởng như Huynh nói, nếu không đã không sảng khoái trả giá cao như thế. Lý Trường Huy cười nói, mở một xưởng ép đầu cũng không phải là việc đơn giản. Muốn bán đồ vật không chỉ phải có cửa hàng mà còn cần có danh tiếng, không dễ dàng như vậy. Lâm Hòa nhún vai, ta chỉ nói thế mà thôi. Nàng cảm thấy mình không phải là người giỏi làm buôn bán, nghĩ thôi cũng cảm thấy phiền phức. Hai người trò chuyện một lúc rồi nhanh chóng bỏ qua chuyện này, dù sao cũng không liên quan gì đến họ. mươi 273, tươi tốt. Về nhà nghỉ ngơi một túc, hai người lại dẫn theo bọn nhỏ cùng nhau đến trong đất nhổ cỏ cũng không phải là việc quá mệt nên hai huynh đệ đều xuống đất giúp đỡ nhưng thật ra có người chủ động lại đây dò hỏi có cần thuê người đến làm việc không tiền công thấp cũng không sao xem ra là lúc trước mấy người khai hoang kia kiếm được tiền lời làm cho mọi người thấy hâm mộ nên cũng muốn thử xem có thể kiếm được tiền hay không chẳng qua đều bị lâm hòa uyến chuyến từ chối đây cũng không phải là việc gì quá mệt bọn họ có thể tự làm hơn nữa vốn dĩ lâm hòa đã muốn đi dạo ở ngoài ruộng ngoài việc loại bỏ sức sống của cỏ dại thì nàng còn muốn dùng linh lực nuôi dưỡng đậu nành và khoai sọ hai người không đọc được bức thư nhị bá viết cho đại bá nhưng cũng có thể đoán được nội dung bên trong là gì buổi chiều bọn họ nhìn thấy đại bá đến các hộ gia đình ở trong thôn dù sao đã sắp đến tháng năm nếu không nhanh chóng thì sẽ bỏ qua mùa tốt nhất để trồng đậu nành khon lưng bận rộn một ngày ở trên mặt đất lâm hòa cũng có chút mệt mỏi tìm cớ nói đi xem mà ở trong ruộng nhà mình thuận tiện dùng linh lực nuôi dưỡng lại lần nữa. Hiện tại mà chưa được gieo trồng, mọc chen chúc với nhau nên việc nuôi dưỡng cũng thuận tiện hơn. Nếu không đợi tới vài ngày nữa cấy lúa xong thì mạ sẽ phân tán khắp nơi, lúc đó sẽ rắc rối hơn rất nhiều. Trường Huy nhà ngươi thật sự rất giỏi việc đồng áng, trước kia mẫu ruộng này trồng gì cũng thừa thớt, bón phân cũng vô dụng, không phát triển tốt như những mẫu ruộng khác. Ở trong ruộng bên cạnh, tạ Đại Nương đang chống kết quốc nghỉ tạm, nhìn thấy lâm hòa nhìn chằm chằm vào đám mạ bà ấy cũng nhìn theo sau đó không nhìn được lên tiếng khen ngợi lâm hòa nghe vậy liền hoàn hồn thu lại linh lực mà người khác không nhìn thấy mỉm cười xoay người lại ta cũng cảm thấy huy ca làm ruộng giỏi vừa rồi ta đã xem mạ trong ruộng của người khác cảm thấy mạ của nhà chúng ta phát triển rất tốt năm nay chắc chắn sẽ được mùa nhà bọn họ đều là đất đai khô cần nhưng hoa màu lớn lên khá tốt công lao này tất nhiên phải thuộc về lý trường huy cũng không thể nói nàng rất lợi hại đúng không mấy ngày nay thỉnh thoảng nàng ra đồng phụ giúp một chút thì ở trong mắt người khác cũng đã được coi là siêng năng trương đại nương hâm mộ nhìn đám mạ trước mặt lâm hòa xanh mượt nhìn rất tươi tốt mạ nhà ngươi còn tốt hơn mạ trong ruộng tốt nhà chúng ta năm nay nhà các ngươi nhất định sẽ được mùa người nông dân coi trọng nhất chính là hoa màu cái gì cũng không bằng lương thực lớn lên được mùa đây chính là đồ ăn một năm của cả gia đình đấy Lâm Hòa mỉm cười, không nói thêm gì. Sau khi nói chuyện cùng Trương Đại Nương vài câu liền trở về tiếp tục làm cỏ. Chẳng qua có một thứ Trương Đại Nương nói không sai. Hoa màu trên ruộng nhà bọn họ ban đầu rất thưa thớt, cây bắp lớn lên giống như que củi. Nhưng từ sau khi Lý Trường Huy đi đến nhà Lý Vĩnh Khang lấy nước phân tưới, hoa màu nhà bọn họ lại càng ngày càng tươi tốt. Hiện tại không khác gì với nhà người khác. Về sau cứ cách một hai tháng, nàng sẽ dùng linh lực nuôi dưỡng một lần, Mấy ngày tiếp theo, khi có thời gian rảnh cả nhà sẽ xuống ruộng nhổ cỏ, còn phải bớt thời gian đến góc ruộng trồng một ít cây đậu nành. Đương nhiên, không chỉ nhà bọn họ, mỗi nhà trong thôn đều ra sức trồng cây đậu nành. Điều đáng kinh ngạc là mọi người đều biết rằng thôn trưởng đã thông báo cho từng hộ gia đình và mọi người đều biết chuyện, nhưng điều hiếm thấy là từ đầu đến cuối không ai bàn luận về chuyện này. Chương 274: Cấy mạ phần 1. Trong khi Lâm hòa tấm tắc bảo lạ, tháng 4 cuối cùng cũng đi qua thời gian rào bước đã đến tháng 5, mạ lại cao hơn một đoạn. Ruộng nước của mỗi nhà cũng đã được dọn dẹp lại, thay nước ngoài ruộng để bảo đảm sau khi cấy thì mạ sẽ có khả năng sống cao hơn. Ngay khi mọi người đang bận rộn, Lý Trường Huy lại là đi ra ngoài dạo qua một vòng, sau khi trở về liệm nói với Lâm Hòa. Ta tìm vài người đến cấy mạ, một ngày là có thể làm xong, chẳng qua lần này chúng ta phải bao cơm, sáng mai ta sẽ đi mua chút thịt trở về. Cấy mạ cũng không phải là chuyện dễ dàng, bùn ngoài ruộng rất sâu, đặt chân xuống phải tốn rất nhiều công sức mới kéo ra được. Cây mạ được nhổ từng cây một, cột thành từng bó bằng rơm, cho vào thúng mang sang ruộng khác rồi mới kế từng cây một. Ruộng còn nước nên không thể ngồi xổm được, chỉ có thể cúi xuống, một lúc sau sẽ bắt đầu cảm thấy lưng đau nhức. Sau một ngày bận rộn thì lưng gần như không thể dựng thắng. Buổi sáng khi Lâm Hòa cùng Lý Trường Huy đi trong đất đưa đồ ăn, họ nhìn thấy mọi người đều đứng dậy đấm eo liên tục thậm chí khi vừa định đứng thẳng lên, căn bản không thể đứng thẳng, chỉ có thể dựng thẳng lưng từng chút một, vừa xóa eo sau vừa chậm rãi đứng lên. Trông rất mệt mỏi và vất vả. Trường Huy cùng Tiểu Hòa tới đấy à, các ngươi xem mạ như thế này được chưa? Buổi sáng chủ yếu là nhổ mạ, chỉ mới cấy được nửa mẫu đất, ngày hôm nay là có thể cấy xong. Có một vị đại bá hơi lớn tuổi một chút lười đứng lên, trực tiếp ngồi xuống bên bờ ruộng, hai chân vẫn còn để ở trong nước bùn, khom lưng rửa hai tay ở trong nước nước bùn cũng chưa được rửa sạch sẽ cũng chỉ lau qua ở trên ống quần lý trường huy đặt bình gốm xuống lâm hòa lấy vài cái chén từ trong giỏ tre ruộng nước quá xa về nhà ăn cơm quá lãng phí thời gian còn không bằng đưa đến ngoài ruộng ăn xong còn có thể nghỉ ngơi một lát ban ngày chỉ cần ăn gì đó đơn giản buổi tối sẽ chuẩn bị vài món thật ngon để chiêu đãi đến lúc đó lại từ từ ăn lâm hòa đưa cho mỗi người một bát lý trường huy múc cơm cho họ lúc này còn chưa đến giờ ăn cơm trưa chẳng qua ăn sáng quá sớm lúc này cũng đã đói bụng cần ăn gì đó lót bụng nếu không sẽ không còn sức để làm việc lâm hòa cũng không làm gì quá phiền phức nàng nấu mì bỏ thêm một ít trứng làm nước lèo đặc thêm vào các loại gia vị như dầu muối nước tương giấm ngay cả lý trường huy cũng uống một bát khi lý trường huy múc cơm nhìn thoáng qua ruộng nước gật đầu cấy khá tốt Vài vị vất vả rồi, hôm nay ăn đơn giản một chút trước, ta đã mua rượu và mua chút thịt, buổi tối về lại uống vài chén sau." Vị đại bá kia kinh ngạc nói, "Ngươi còn mua thịt, ngươi đi săn giỏi như vậy, bắt ít con mồi trở về không tốt hơn sao, lãng phí tiền làm cái gì?" Lý Trường Huy cười nói, "Món ăn hoang dã không thơm ngon được như thịt heo, nếu Lưu bá muốn ăn món ăn hoang dã thì buổi chiều chúng ta lại giết thêm một con thỏ là được." Thịt heo nhiều mỡ làm việc mệt mỏi vẫn càng thích cảm giác ăn thịt heo hơn đặc biệt là khi vừa cắn vào một miếng đều là dầu mỡ rất đã ghiền mấy người làm việc đều lộ ra gương mặt tươi cười vậy thì tốt quá hôm nay xem như có lộc ăn lần này làm việc cho nhà các ngươi thật đúng là được lợi lâm hòa nghe mọi người nói nói cười cười đánh giá mạng ngoài ruộng ngăn nắp thằng hàng nhìn rất đẹp mắt tầm mắt nhìn xung quanh nhìn xa hơn một chút thì một gốc cây đập vào tầm mắt của nàng vài vị thúc bá, các ngươi chịu đựng được mùi hương của hoắc hương không? Nói xong, nàng đi về phía cây thực vật kia. Không phải gì khác, đúng là hoắc hương, vừa lúc mọc ở trên bờ ruộng nhà bọn họ, lớn lên còn rất tươi tốt. hoắc hương sao? Vài vị thúc bá cũng thấy được, có cái gì mà chịu không nổi. Khi thời tiết quá nóng còn thỉnh thoảng dùng hoắc hương nấu nước uống đấy, trường 275, cấy mạo phần 2. Hoắc hương giải nhiệt, vào mùa hè sẽ nấu một chén nước uống để chống say nắng lý trường huy có chút khó hiểu tiểu hòa lâm hòa đi qua trưa nay ta liền nướng bánh hoắc dầu mẻ đi hôm nay có chút nóng lại nấu thêm ít cháo ăn kèm với bánh hoắc hương lại ăn với cơm như vậy sẽ no bụng làm việc mệt mỏi cả một ngày ăn chút đồ ăn có nước sẽ càng tốt hái một đống lá cây bỏ vào giỏ tre trên cơ bản cây hoắc hương này đều sắp chọc luôn rồi hoắc hương là thực vật thân lá lâu năm lâm hòa vạch cảnh lá ở bên dưới ra tìm quả nhiên phát hiện ra vài cây nhỏ, quyết đoán nhổ tận gốc hai cây. Nàng rất thích mùi vị của hoắc hương, có thể mang về trồng ở vườn rau, chờ chúng nó trưởng thành cũng có thể ăn. Đang muốn đứng dậy, kết quả nhìn thấy bên cạnh còn có một bụi bạc hà, thật là tốt, dứt khoát hái thêm một đống, đến lúc đó trồng ở dưới mái hiên còn có thể chống mũi. Người hái những thứ này để làm gì? Lý Trường Huy không biết đến đây từ khi nào, nhìn thấy đồ vật trong giỏ tre thì có chút không thể hiểu được mang bạc hà cùng hoắc hương về nhà chồng, sau này cần dùng cũng tiện hơn. Khi nói thì trong đầu nàng đã bắt đầu tự hỏi muốn làm món gì. Không biết có phải trước đây nàng bận rộn, nhưng mấy ngày nay lại rảnh rỗi, nhất là khi thấy mọi người đều bận, nàng không có việc gì làm ngoài nấu một ít đồ ăn, trong lòng nàng luôn cảm thấy có chút bồn chồn và muốn tìm một việc gì đó để làm. Đương nhiên, cũng nghĩ nên nấu món gì ngon, ví dụ như bánh hoắc hương nướng hoặc là huy ca chúng ta đi bắt một ít cá nhỏ đi, dù sao cũng phải chiên đồ ăn, thuận tiện chiên chút cá khô, buổi tối dùng để nhắm rượu cũng khá ngon. Dầu đậu nành lần trước mang từ nhà xưởng ép đầu về vẫn chưa dùng tới, tuy rằng không mang về quá nhiều, lúc xào rau tạm thời không dùng tới, nếu dùng thì quá lãng phí, bởi vì cho dù bọn họ có tiền cũng không mua được dầu đậu nành, phải đi lên chấn trên mới được, hơn nữa không nhất định có thể mua được. Nhưng nếu chỉ dùng để chiên đồ ăn thì số dầu kia vẫn có thể dùng được một thời gian. Lý Trường Huy còn chưa đồng ý mà một vị đại thúc bên cạnh liền cười ha hả nói, Tiểu Hòa nấu ăn ngon thật, Trường Huy thật đúng là người có phúc, món mì này là món mì ngon nhất ta từng ăn qua. Lâm Hòa mỉm cười không nói gì, mì sợi không cần tay nghề, chẳng qua nàng chỉ bỏ thêm chút dầu muối tương dấm rồi bỏ thêm mấy quả trứng gà mà thôi. Rõ ràng là một phương pháp rất đơn giản nhưng vì nhiều người không nỡ cho gia vị nên hương vị tất nhiên sẽ kém hơn nhiều. Một lúc sau, mọi người đều đã ăn gần xong, Lý Trường Huy cất bát đũa, Lâm Hòa lại đi dạo quanh ruộng nước thêm một vòng. Nàng nhớ tới chuyện lúc trước Lý Trường Huy bắt được rất nhiều lươn, thời tiết lúc đó vẫn chưa ấm áp nên lươn ẩn nấp dưới bùn đất khi cày ruộng mới nhảy ra, bị Lý Trường Huy nhanh tay tinh mắt bắt được. Bây giờ thời tiết càng ngày càng nong, cũng là lúc lươn ra khỏi hang, nàng nhớ rõ trước kia đã xem video bắt lươn hiện tại đã có sẵn ruộng nước nếu không thể nghiệm một lần thì cũng quá đáng tiếc tiểu hòa lý trường huy dọn dẹp xong thấy lâm hòa đứng ở đối diện nhìn chằm chằm ngoài ruộng không biết lại đang nghĩ cái gì đi về thôi à được rồi lâm hòa lập tức hoàn hồn đi tới chỗ lý trường huy huy ca hiện tại có thể bắt được lươn không thời tiết bây giờ đang nóng có phải lươn sẽ ra ngoài không khi nào chúng ta mới đi bắt lươn. Cho dù lươn không ra ngoài thì nàng cũng có biện pháp dụ dỗ nó ra ngoài. Nhưng không biết ở nhà có dụng cụ bắt lươn nào không, dù sao nàng không giống như Lý Trường Huy, không có năng lực trực tiếp bắt lươn bằng tay. Được. Hiện tại sợ là không được, còn phải đợi thêm một hai tháng nữa thì lươn mới ra ngoài. Lý Trường Huy vừa lên tiếng đồng ý thì đã bị giọng nói của một vị đại thúc áp xuống. mươi 276, không cần gấp. Chờ đại thúc kia nói xong, mới phát hiện Lý Trường Huy cùng Lâm Hòa đều nhìn chăm chăm vào chính mình. Ông ấy cười gượng hai tiếng. Ha ha, à a này, Trường Huy có bản lĩnh, lúc trước cày ruộng đều có thể bắt tươn, hiện tại có lẽ cũng có thể bắt được. Đề tài thay đổi có chút đông cứng, nhưng Lâm Hòa tỏ vẻ rất vừa lòng. Ta cũng cảm thấy như vậy, Huy ca, ngày mai chúng ta ra ngoài ruộng xem nhé. Lý Trường Huy cũng thu lại ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào vị đại thúc kia, từ tốn gật đầu, được đương nhiên bắt lươn cũng không thể vội vàng trong một chốc. Người ta cũng đã nhắc nhở bọn họ, bây giờ mới vừa cấy mạ xong, dễ còn chưa phát triển, nếu như đùa nghịch ở ngoài ruộng thì mạ rất dễ bị trồi lên. Tốt nhất là chờ khoảng 10 ngày hoặc nửa tháng, rồi mới bàn đến chuyện bắt lươn. Tuy Lâm Hòa rất muốn bắt lươn, nhưng cũng không thể kiên trì phải bắt ngay bây giờ, sau khi về nhà, nhờ Lý Trường Huy chồng hoắc hương và bạc hà, sau đó tự mình đi bắt cá. Ha <laughs> ha! tài đánh bắt cá của nàng cũng không thể để cho lý trường huy nhìn thấy được trực giác nói với nàng lừa gạt người khác thì thôi nhưng không thể lừa lý trường huy nếu để hắn nhìn thấy mặc dù hắn không thể đoán ra được vì sao lại như thế nhưng có khả năng hắn sẽ phát hiện ra có điều gì đó khác lạ cho nên vẫn phải cẩn thận một chút xách một cái giỏ che cỡ lớn còn cả một thùng nước lâm hòa đi về phía bờ sông hôm nay thứ nàng muốn bắt không phải là cá lớn mà chỉ là những con cá nhỏ cũng không cần phải đi đến nơi có vùng nước sâu chỉ cần tìm một vùng nước nông có rất nhiều đá ở bên vùng nước nông lớn lớn bé bé mấy con cá nhỏ rất thích trốn dưới khe đá đặt giỏ tre vào trong vùng nước nông rồi tìm một tảng đá bỏ vào trong để có sức nặng tuy phần chìm vào trong nước không quá nhiều nhưng đối với cá nhỏ thì thế là đủ rồi một ít linh lực bay tới vũng nước bên trong giỏ tre dần dần khuếch tán ra ngoài con cá nhỏ vô cùng nhạy bén một ngọn gió thổi cỏ lay cũng đã bơi đi rồi. Bản thân Lâm Hòa cũng ngồi im không nhúc nhích ở bên cạnh một cục đá, rất cẩn thận, sợ tạo ra tiếng ồn, sợ dọa chạy con cá nhỏ trốn trong khe đá. Con cá nhỏ tầm khoảng một ngón tay, lần lượt chui ra từ trong khe đá, ngo ngoe cái đuôi, đã bơi vào trong giỏ tre. Sau một lát, trong giỏ đã có mười mấy con. Vội vàng xách giỏ tre lên, lại cầm thùng nước xuống múc nước vào, rồi thả cá nhỏ vào trong. Lâm Hòa hành động rất nhanh, hơn nữa dưới sự trợ giúp của linh lực, không bao lâu sau, đã bắt đủ cá cho một bữa ăn. Cũng không phải gấp gáp quay về, Lâm Hòa ngồi ở bờ sông thêm một lát nữa rồi mới xách mấy con cá nhỏ về nhà. Chỉ hoãn một khoảng thời gian như thế thì cũng đến lúc nấu cơm trưa. Lý Trường Huy đã làm xong việc mà Lâm Hòa giao, đang quét tức chuồng heo, khóe mắt của hắn nhìn thấy Lâm Hòa đang duỗi dài cổ nhìn, cũng chẳng ngẩng đầu. Về rồi sao? Nhờ Du Nhi và Hạo Nhi sang nhón lửa giúp đi. Lá cây hoắc hương ta cũng đã rửa sơ qua rồi. Ngươi xem thử ngươi định nấu món gì cho bữa trưa. Sáng nay, hắn có lên chấn mua ít xương sườn và thịt mỡ, còn mua mấy món khác. Nhưng mà đại bá nói bữa trưa ăn đơn giản một chút, buổi tối lại nấu một bữa thịnh soạn. Cụ thể là nấu món gì thì do Lâm Hòa quyết định. Được rồi, Lâm Hòa lên tiếng, vẫn không đi. Cuối cùng Lý Trường Huy đứng thẳng người, nhìn về phía nàng. Sao vậy? Lâm Hòa vội nói, ta bắt được rất nhiều cá con, huynh làm xong việc thì sang xử lý giúp ta, không cực, nhưng mà có hơi phiền phức. Chen trúc hơn nửa thùng, nàng cũng không biết bao nhiêu, nhưng nàng biết rất rõ là nàng không muốn xử lý. Lúc trước làm rất nhiều lần, nhưng số lượng khá ít, mặc dù là như thế thì cũng phải ngồi xồm ở chỗ đó cả ngày, chân cũng tê dần. Trường 277, ăn ngon. Trong mắt đầu bếp nhỏ có pha chút sự khẩn cầu và mong đợi nhìn ra được là nàng thật sự không muốn xử lý mấy con cá nhỏ đó lý trường huy bất đắc dĩ gật đầu được rồi để ở chỗ đó ta làm xong việc hoặc là chiều xử lý so với việc cày ruộng thì mấy việc nhỏ nhặt này quả thật không tốn sức gì không đáng nhắc đến tâm tình của lâm hòa lại lập tức nhảy nhót cảm ơn huy ca huynh thật là tốt ta đi nấu cơm chưa đây lắc đầu không hiểu sao đầu bếp nhỏ lại vui vẻ chỉ vì mấy việc nhỏ nhặt như thế Lý Trường Huy tiếp tục làm việc, Lâm Hòa lại nhờ Lý Du đến nhóm lửa giúp. Giống như lời nàng nói, giữa trưa nấu một nồi cháo thật to, nhào thêm một chậu bột lá hoắc hương để tạm ít bánh trứng. Ngoại trừ việc này, còn bắt ba con cá để kho, làm thêm một đĩa cải thìa xào nữa là xong. Khi Lý Du nhóm lửa, Lâm Hòa Điền đi xử lý cá. Hôm nay ngoại trừ món cải thìa xào thì những món khác đều xào bằng dầu đậu nành. Xem thử hương vị thế nào bên này Lâm Hòa bận đến khí thế ngất trời. Lý Trường Huy cũng dọn dẹp xong, thấy mình không giúp được việc nấu ăn liền cầm dao trẻ củi, chào hỏi một câu, rồi ra sau núi chặt cây trúc. Lúc trước nói muốn rào căn phòng ở phía sau lại, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì. Hắn không biết làm mấy việc tinh tế, ví dụ như đan giỏ tre sọt tre, nhưng dùng cây trúc để làm một hàng rào đơn giản, thì không thành vấn đề. Đợi đến khi hắn khiêng trúc về từ trên núi thì cũng đến giờ ăn cơm, nhưng mà vẫn cầm ra ngoài ruộng một ít. Giống như sáng nay bọn họ đã nói, nhổ mạ khá tốn thời gian nhưng sau đó chỉ tập trung vào việc cấy mạ thì tiến độ nhanh hơn rất nhiều, cả buổi sáng liền cấy được hơn một mẫu. Xem ra chưa tới tối là có thể cấy xong hết ruộng. Hơn nữa lúc trước Lý Trường Huy có nói với bọn họ, cho dù là cả ngày hay là nửa ngày, chỉ cần có thể cấy xong trong ngày thì tiền công vẫn sẽ trả đầy đủ như thế, nên là đám người làm việc rất nhanh nhẹn, cũng không thấy mệt làm xong việc sớm sẽ được nghỉ ngơi sớm lâm hòa trộn lá hoắc hương diệp và thịt với nhau rồi đem chiên lên trông có vẻ khá hấp dẫn khi ăn miếng đầu tiên cảm thấy có chút không quen nhưng mà ăn miếng thứ hai liền cảm thấy hương vị không tệ cá kho cũng thơm ngon mà không hề ngán mọi người cắn một miếng liền khen ngợi không ngớt nhưng món được khen nhiều nhất vẫn là đĩa cải thìa xào tài nấu ăn của tiểu hòa thật sự quá lợi hại rõ ràng trong nhà chúng ta có cải thìa nhưng sao lại không ngon như thế này không có gì khác biệt hầu như nhà nào cũng ăn cải thìa mỗi ngày đúng là như thế nên mới cảm thấy kinh ngạc sao lâm hòa có thể xào cải thìa ngon đến vậy lý trường huy cười nói tay nghề của tiểu hòa đúng là không tệ hắn tự mình xách cơm đến đây ruộng nước cách chỗ này hơi xa buổi sáng đầu bếp nhỏ tự mình đi một chuyến sau khi về thì quần quật mãi ở trong bếp lúc nấu xong còn xoa bắp chân trường huy có lộc ăn rồi một đại thúc hâm mộ nói ta sống hơn nửa đời người ngày nào ăn cũng chỉ ăn chắp vá hương vị gì đó là không có sự lựa chọn rốt cuộc chẳng có bao nhiêu phụ nữ có thể chuyên tâm ở trong nhà nấu cơm còn có thể sử dụng dầu muối tương giấm một cách tùy tiện hôm nay sao cài thìa toàn là dùng dầu đậu nành để xào nếu ở nhà bọn họ từ từng đấy dầu có thể xào được vài đĩa thức ăn lý trường huy không phản đối tiểu hòa thích nấu mấy món đó ta cảm thấy cũng không tệ ăn ngon mới có tâm trạng làm việc Hắn không có yêu cầu gì về thức ăn, nhưng nếu đồ ăn có thể nấu ngon hơn chút thì hắn vẫn rất thích. Mấy vị thúc bá lại tiếp tục nói mấy lời hâm mộ, Lý Trường Huy cũng chỉ cười đón nhận. Đối với người trong thôn mà nói thì cuộc sống của nhà bọn họ đúng là xem như không tệ. Trường 278, làm hàng rào. Đợi đến khi mấy người ăn xong, mấy vị thúc bá cũng đê lờ ơ y đi về nhà, tìm một cái bóng cây ven ruộng rồi đặt lưng ngủ, nghỉ ngơi một lát liền tiếp tục cấy mạ. Lý Trường Huy cầm chén đũa đi về nhà. Khi sắp về đến nhà, nhìn thấy Lâm Hòa đang đút cơm cho Lý An ở dưới mái hiên, thỉnh thoảng còn dặn hai đứa nhỏ trong nhà ăn mau lên, ăn xong rồi thì trông Lý An giúp nàng. Cuộc sống như thế này khá náo nhiệt, cũng rất bình yên. Tháng năm, người khác bận đến khí thế ngất trời, mà hai người Lâm Hòa và Lý Trường Huy, ngoại trừ ngày đầu tiên việc nấu cơm khá bận bịu, thật ra lại chẳng giống như đang vào ngày mùa. Sau đó hai người cùng nhanh chóng rào chắn phần núi ở đằng sau nhà. Chẳng những nốt gà con ở bên trong, mà ngay cả thỏ cũng được bọn họ nuôi nấng ở đằng sau nhà. Cái chuồng gà trước kia quá nhỏ, bởi vì gà rừng và gà con đã phát triển lớn hơn không ít. Sau khi gà rừng bị cắt cánh và lông trên đuôi, bởi vì không thể bay lên nữa nên luôn bắt nạt đàn gà con. Bây giờ phạm vi của chúng được mở rộng ra thì đám gà con cũng tránh được nguy cơ bị bắt nạt. Bọn họ không dám nuôi thả thỏ cho dù lâm hòa từng dùng linh lực cho ăn rất nhiều lần cho nên đám thỏ con cũng dùng hàng rào để vây lại nhưng mà dùng loại hàng rào rất nhỏ chỉ cần tránh để chúng nó chạy thoát là được ngày nào lý du và lý hạo cũng đi tìm cỏ cho thỏ ăn lâu lâu ở dưới vườn có lá cải úa vàng vứt cho đám thỏ ăn thì chúng lại càng thích có thể do lượng thức ăn cung cấp khá sung túc đầy đủ mấy con thỏ cũng yên tâm ở lại trong gian nhà sau của lý gia gian nhà phía sau được hàng rào vây lại gộp chung có diện tích không nhỏ nhưng mà cũng không vội cắt hết cỏ dại, mà chỉ tùy tiện để gà con chạy khắp nơi. Sức phá hoại của gà rất mạnh, phân gà cũng thế. Phân gà chưa lên men đầy đủ ngược lại còn không tốt đối với hoa màu. Không bao lâu sau, mảnh đất được rào lại cũng trở nên trụi lùi. Nhưng mà Lâm Hòa đã suy nghĩ kỹ rồi, đến lúc đó dịch chuyển lại hàng rào, để chúng nó diệt sạch đám cỏ dại khác. Rồi sửa sang lại khu vực bên này, thậm chí có thể giải ít hạt giống, để cỏ dại mọc ra lần nữa gần đây cỏ phát triển khá tốt, ruộng cũng xanh um tươi tốt, không có hộ gia đình nào thả gà ra, nếu không phá hỏng ruộng lương thực của người khác thì chắc chắn sẽ bị mắng chết. Đợi đến khi hai người sửa sang lại gian nhà phía sau xong, trên cơ bản mọi người đều đã kế mạ xong, Lý Trường Huy và Lâm Hòa cũng không thể tránh khỏi việc bị người ta bàn tán sau lưng. Chủ yếu là do lúc trước hai người dắt cả nhà lên huyện thành chơi lâu như thế, sau khi về còn thuê người đến làm việc giúp cho dù trong lòng biết năng lực kiếm tiền của hai người không kém cạnh gì, nhưng ít nhiều cùng bị người khác phê bình là quá lười. Đáng tiếc cho dù là Lý Trường Huy hay là Lâm Hòa, chẳng có ai dám giáp mặt nói thẳng với bọn họ. Lâu lâu mới nghe được mấy lời nghị luận từ trong miệng người khác, nên hai người đều không để trong lòng. Buổi tối Lý Trường Huy thay phiên xuống ruộng gác đêm, còn đi lên núi bắt mấy con gà rừng và thỏ hoang mang về. Hơn nữa đều còn sống, đang hạ quyết tâm chuẩn bị nuôi thêm nhiều động vật hoang dã. Gà rừng và thỏ hoang khá dễ nuôi, thức ăn cũng đơn giản, quét dọn cũng tiện. Quan trọng là, gần đây vừa hay là mùa sinh sôi nảy nở của gà rừng, bây giờ nhà bọn họ đang nuôi 5 con gà rừng, ba con trong số đó đã bắt đầu đẻ trứng. Hai người cũng không nhặt trứng của gà rừng đi mà chỉ chuyển trứng gà rừng từ trong bụi cỏ ra mái hiên, tránh khi trời mưa sẽ ảnh hưởng xấu đến trứng. Nhưng mà Lâm Hòa nhìn mấy con gà đã chán ăn ngũ cốc, hạt cỏ và cỏ dại, ngẫm lại, vẫn đi tìm một cái sọt tre, đảo không ít run từ dưới đất lên, chuẩn bị nuôi run cho gà ăn. Trường 279, may quần áo. Bây giờ lương thực rất quý giá, cho dù bọn họ có giàu có, nhưng cũng không nỡ lấy ra nhiều lương thực như thế cho gà ăn. Hơn nữa run cũng là loại thức ăn chất lượng trong chăn nuôi. Đợi đến khi làm xong, Lâm Hòa lại nhớ tới chuyện bắt lươn. Sau khi đã bàn bạc với Lý Trường Huy, Lý Trường Huy còn cố ý chuẩn bị mấy dụng cụ dùng để bắt lươn, ngay cả Lý Du và Lý Hạo cũng có. Khi người khác còn đang cực khổ, hoàn thành công việc cày cấy trồng trọt thì mạ nhà bọn họ đã cắm dễ thành công. Điều duy nhất khiến Lam Hòa cảm thấy tiếc đó là, nàng sách theo công cụ đi ra ngoài ruộng đảo quanh một vòng, nhưng mà chẳng tìm được con lươn nào thò đầu ra ngoài. Thật ra bản thân nàng cũng thầm nghĩ định dùng linh lực để dụ dỗ vài ba con, nhưng mà ngoài việc Lý Du và Lý Hạng đi cùng nàng, hơn nữa đa số con lươn đều nằm ẩn dưới lớp bùn, linh lực không thể khuếch tán xuống phía dưới. xoay sở hai ngày trời, Lâm Hòa quyết định thay đổi chủ ý, đòi lên núi. khi đi từ huyện thành về, bọn họ chưa đi đến núi lần nào, nhắc tới liền có chút nhớ. đặc biệt là linh lực của Lâm Hòa, chỉ khi lên núi mới được bồi bổ, bổ sung túc, vừa hay đang rảnh nên nàng liền dẫn theo mấy đứa trẻ lên núi. còn Lý Trường Huy bị lâm hòa giữ lại ngủ bù ở trong nhà sẵn tiện ngủ trưa cùng lý an thời gian cứ trôi qua từng ngày khoai sọ dưới đất càng ngày càng phát triển liếc mắt một cái nhìn sang thì từng tầng lá của cây khoai sọ xanh mượt rất đẹp bây giờ mọi người đã biết khoai sọ trông như thế nào thậm chí còn có người từ thôn khác ghé tới thôn hương an để tham quan xem thử khoai sọ trông như thế nào mặc dù bây giờ vẫn có người lên núi tìm kiếm tung tích khoai sọ đừng nói Đúng là có rất nhiều người tìm thấy, tuy không nhiều, nhưng cũng có thể thu được một khoản tiền sau khi bán, nhưng mà không phải là người thôn bọn họ mà là ở thôn khác. Khi tin này truyền đến thôn Hương An, Miễn Bản cũng biết có bao nhiêu người hâm mộ, nghe nói bán đi cũng được năm sáu lượng bạc. Mà Lý Trường Huy và mấy đường huynh đệ ngày nào cũng canh giữ khoai sọ, cho dù là trời mưa thì nửa đêm cũng vẫn xuống ruộng tuần tra nhiều lần. Mặc dù trong khoảng thời gian này, không có ai nhìn thấy kẻ trộm tới gần khu vực trồng khoai nhưng mọi người cũng không dám thả lỏng cuối tháng năm tiểu mạch dưới ruộng đã chín rồi lại bận rộn cả một tuần trời nhưng mà trong nhà lý trường huy không có tiểu mạch khi bọn họ chia nhà thì không được chia ruộng trồng tiểu mạch khi người khác thu hoạch tiểu mạch bọn họ liền chuẩn bị trồng khoai lang đỏ đã đào xong luống trồng khoai lang đỏ lâm hỏa xuống ruộng dạo quanh một lượt dây khoai lang đỏ càng phát triển càng tươi tốt ai đi ngang qua cũng không nhịn được mà khen hai câu Thật ra Lâm Hòa đã quen rồi, cũng bình tĩnh nhận lấy lời khen từ người khác, không hề khiêm tốn. Khi dẫn Lý Du và Lý Hạo đi dạo trong thôn, cũng đã làm quen được hơn nửa thôn. Mà người thay đổi nhiều nhất, không ai khác ngoài Lý An. Lúc trước vẫn còn là một cậu nhóc cần người ôm, tuy bây giờ vẫn chưa biết đi, nhưng mà bỏ rất nhanh, quả thật khiến người khác khó lòng phòng bị. Cái quần vừa mới mua về, chưa đến ba ngày làm sức vải ở phần đầu gối, không thể không may mụn vá vào. Lâm Hòa không biết may quần áo, vì chút việc nhỏ này mà cố ý lên trên chấn một chuyến cũng phiền phức, nên cầm theo cái quần của Lý An sang tìm Tú Linh, nhờ nàng may giúp, sẵn tiện học kỹ năng theo thùa. Tuy may quần áo đối với nàng mà nói quá khó khăn, nhưng khi học mấy thứ đơn giản như luồn kim xe chỉ, khâu mụn vá thì hẳn vẫn không thành vấn đề. Đương nhiên, lần đầu làm cái này, ngón tay bị chọc vài cái là chuyện không thể tránh khỏi, cũng may không phải là vấn đề lớn. Tốn nửa canh giờ là có thể tự mình may vá. Trường 280, An Nhi có thể nói phần một. Nhưng mà đường may siêu vẹo, cũng may quần vốn dĩ là tông màu trầm. Đứa nhỏ lại thích bò khắp nơi, nên không nhìn thấy. Thật ra, Lâm Hỏa rất muốn học may quần áo theo hoa linh tinh, trông có vẻ khá hay. Nhưng sau khi Tú Linh dạy nàng may mụn vá xong, tỏ vẻ vô cùng nghiêm túc. Chị dâu tốt nhất là tập trung vào công việc nấu ăn thì hơn. Dù sao trường huy đường ca kiếm được rất nhiều tiền đủ để mua quần áo, không cần nàng phải như thế này. Lâm Hòa có hơi buồn bực, không phải Tú Linh đang nói nàng không có thiên phú, nên không cần lãng phí thời gian và sức lực vào việc may vá này. Nhưng mà nhìn lại phần mụn vá mình may, nhăn rúm gió, nếu không phải do Lý An còn nhỏ, thay đổi thành may cho Lý Hạo mặc ra ngoài thì nàng cũng thấy ngại. Thôi, Tú Linh nói cũng không sai. Đúng lúc này, đứa nhỏ đã sắp 10 tháng, thành công tặng cho bọn họ một bất ngờ nhỏ. Lâm Hòa vừa mới trở về từ vườn rau, chỉ là đi hái hai quả dưa vàng nhạt đã nhìn thấy Lý An vốn dĩ đang chơi đùa trong cái ký lớn ở dưới mái hiên đã bỏ đến bên cạnh sân. Nếu nàng về trễ hơn một chút thì cậu bé đã bỏ đến mặt đất rồi. Ôi chao, tiểu tổ tông của ta ơi, sao con lại bỏ ra ngoài như vậy? Hai ngày trước thiếu chút rơi xuống bờ ruộng, bây giờ đã quên rồi đúng không? Nàng đi ba bước cũng làm thành hai bước, một tay bế Lý An trên mặt đất lên, sau đó bất đắc dĩ phát hiện quần áo sạch sẽ mới đổi vào buổi sáng lúc này đầu gối lại một lần nữa dính đầy cho bụi nàng phùi cho bụi cũng không để bụng chuyện có thể làm quần áo của mình dơ hay không đã bế lý an vào nhà lý du và lý hạo không phải nương bảo các con trông coi đệ đệ hay sao các con đi làm gì rồi hiện tại lâm hòa đã không còn nhỏ gầy giống như lúc vừa đến thôn hương an chẳng những nói chuyện rất có khí thế ngay cả vóc đáng cũng cao hơn một đoạn đặc biệt là làn da đen vàng lúc ban đầu hiện tại đã trắng hơn rất nhiều giống cô nương có làn da không quá trắng dù sao mấy tháng liên tiếp gần đây nàng không cần xuống ruộng phơi nắng còn mỗi ngày cố gắng hấp thu linh lực ôn dưỡng cơ thể của mình chắc chắn có thay đổi không nhỏ lâm hòa hét to một tiếng không nghe được hai đứa nhỏ đáp lại vốn đang kỳ quái thì lý an ôm chầm lấy cổ của nàng cười ha hả nói một câu nương ngã đọc từng chữ rõ ràng trong trèo có lực hoàn toàn không giống như đứa bé lần đầu tiên nói chuyện lâm hòa sửng sốt một chút ngay sau đó là vui mừng ra mặt an nhi con có thể nói rồi lại kêu một tiếng nương đi mặc dù đứa nhỏ này không phải nàng sinh nhưng mà cũng là nàng nuôi dưỡng mấy tháng từ lúc còn bé tí như vậy nuôi dưỡng đến có thể bỏ khắp nơi như bây giờ đặc biệt là biết mẹ ruột của cậu bé này đã mất nên nàng càng yêu thương đứa bé này giống như con ruột của mình đương nhiên hai đứa lớn khác cũng là như vậy chỉ là hai người kia lớn hơn một chút rất nhiều chuyện không cần nàng tay cầm tay chăm sóc nhưng mà lý an còn nhỏ từ mặc quần áo đến đút cơm dỗ ngủ dỗ cười đều có nàng tự tay chăm sóc lúc này nghe cậu nhóc này đột nhiên kêu nàng là nương nàng cảm thấy trong lòng nóng lên rất ấm áp chỉ cảm thấy công sức mấy tháng này của mình không có uổng phí lý an cũng rất nghe lời lập tức gọi thêm một tiếng nương lúc này giọng nói càng vang dội hơn làm Lâm Hòa nghe mà cười đến mức khóe miệng sắp nứt ra. Ừm, An Nhi ngoan. Nói xong liền cười ha hả hôn lên gương mặt nhỏ của cậu bé một chút. Nàng đang vui mừng thì Lý Trường Huy cõng sọt giày khoai lang đỏ trở về. Có chuyện gì mà vui vẻ như vậy? Lâm Hòa không chút nghĩ ngợi đã bế Lý An đi qua đó. Nụ cười tươi tắn trên mặt càng là muốn thu về cũng không thu được.